20 bit anh em ạ, 20 bit AND hoặc là DA converter, có nghĩa là làm DAC hoặc là làm ADC luôn. DAC có nghĩa là chuyển đổi từ quang ra analog, còn ADC là chuyển đổi từ analog ra quang luôn anh em ha. Công nghệ FS converter. Mặt trước này là bằng nhôm anh em ạ, bóng loáng. Màn hình này nó xoay theo cái chiều của đặt của máy luôn. Dàn này nó phải đặt đứng lên, hai dàn đứng lên luôn được nha. Màn hình nó sẽ xoay theo. Ở bên dưới là gồm CD, HD CD anh em ha. Và tích hợp kết nối các công ngoài cũng như là AUX hoặc là TAP vân vân. Công suất nằm ở đây luôn. Tương tự dạng trên cái thức trên thì anh em để đứng lên nó vẫn xoay cái hình theo luôn, rất là tiện lợi luôn ha. Combo nó về đúng luôn cặp loa Rin 7 theo model luôn, loa VH7 ha. Loa này là cao cấp nhất trong các dòng xài trung vừa vừa của Kinh Quốc, và gồm SE7 vân vân. Thì loa này nó cao hơn loa SE7 luôn. Màn hình rất là đẹp và rất thầm hố. Trước này thiết kế màu rất là nổi bật luôn. Màn carbon viền cao su mềm ha. Trên đây là ép đôm lõm. Cụ từ này rất là to nè, to bằng cái miệng loa luôn ha. Cái này luôn. Và bên trong nó có phân tầng luôn nè. Thùng loa dày và nặng ha. Khẩu rất là sâu. Kết nối bằng jack bắp chuối rất là hầm hố ha. VH7 nè ha. Jack bắp chuối nha. Cực kỳ hầm hố luôn. Thùng dày ha. Đẹp góc cạnh luôn nha anh em. Dàn này sưu tầm trưng bày rất là sang, rất là đẹp luôn và rất là độc đáo ha. Hàng về mà đẹp như vậy rất là hiếm gặp. Anh em nào sưu tầm thì liên hệ mình gấp ha. Này, phía sau này vẫn đẹp luôn ha. Quả này rất là đẹp. Hàng zin tuyệt đối nha. Nhìn từng con ốc luôn. Cái âm này không cần bàn cãi nhiều nha, nó rất hay. Anh em đeo tai nghe vào nghe ha. Nó có công nghệ mô phỏng âm ly đàn ha, bua A ha. Chắc âm rất là ngọt. Vô bấm nút red ha, nút red thì nó chuyển qua chế độ giảm âm quang. Khi đó lấy đầu ra kết nối xuống âm ly lớn này là để nghe nhạc luôn, tuần hoàn từ bên dưới ha. Anh em có thể kết nối cái đầu ra của MD để ra một âm ly lớn để dùng chức năng nó làm DAC thôi cũng được. Mình đã chuyển sẵn chế độ digital rồi đây ha. Cái này nếu có remote chỉnh được digital anh em ha. Nó có đèn nước cái theo nhạc rất là đẹp luôn. Khi anh em không muốn nghe giảm âm quang thì anh em nghe điểm MD thì nó nút stop. Đó, stop rồi thì mình bấm nút play nó sẽ hát MD như bình thường nha. Bên dưới này anh em bấm nút input chọn MD nha. Cái loa đầy đủ luôn thì mình chưa có giặt rồi nè. Mình chưa có giặt nó hơi dơ. Đảm bảo giặt sẽ rất là đẹp luôn.
rất hầm hố, rất đáng để sưu tầm trưng bày nha. Không có nhiều vàng mà đẹp thế này nha anh. Thơ trước Hùng gửi thăm tôi nhằm ngày thi sắp tới nên tôi chưa trả lời. CD nha anh, CD này CD nút nha, nhìn rất là gọn, giống như các CD trong ô tô anh ha. Rồi anh em bấm nút input hoặc là bấm nút play hẳn đây luôn cũng được nha. Play chờ mới chuyển qua chế độ CD luôn. Lấy CD ra nha. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Rồi mình sẽ có chức năng nghe nhạc từ điện thoại và jack 3.5 nha. Anh em bấm input, chọn chế độ tap AUX nha. Rồi kết nối cùng cáp 3.5 tới điện thoại như này, phát nhạc qua YouTube thôi. Rất là dễ sử dụng nha. Chức năng này chức năng cơ bản, máy nào cũng phải có nha. Đầu 3.5 này anh em có thể kết nối với UV Bluetooth để tăng cái để tạo ra một cái Bluetooth không dây tiện lợi nha. Gặp anh khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng. Vụng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ, tàu về đi như mang theo niềm nhung nhớ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn sao. Kênh nhớ thông báo bên phải video, nhớ chung nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.